Alo, Long à? Yeah. Tao Thiện Cường này, tao nói mày nghe này. Tao mày không thù lẫn nhau nha, tao không nói xấu mày. Mà định là tao thấy mày nói xấu tao hơi nhiều đấy. Sao gì? Tao nói điện, tao nói biết này. Nếu mày không xóa video đi ấy, thì mày sẽ thấy kết quả đấy. Tao mất 10 triệu để tao thuê đầu gấu đến làm việc của mày đấy. Nhưng tao nói mày biết thôi, tao mày không thù lẫn nhau, tao không nói xấu mày nha. Nên mày bỏ ngay cái tính nói xấu tao đi. Tao nói nhẹ nhàng mà thôi. Phải không? Còn mày ấy, tài chính không giờ bằng tao đâu. Vậy là mày, ý là mày kiếm có tiền rồi muốn bịt mặt hết thiên hạ hả? Mày muốn ấy, nếu mày muốn, mày thích đỏ, tao thích, tao cho mày đỏ, mày thích đen, tao cho mày đen nhá. Còn đồ má mày, tao ấy, tao với mày không thù oán nhau, địt mẹ mày bỏ ngay cái tính nói xấu người khác đi. Nói xấu gì? Mày không làm nói xấu gì? Mày địt mẹ mày cho mũi vào làm gì? Hả? Tôi hỏi mày nghĩ là mày làm có tốt không mà nói xấu? Tốt là việc của tao, tốt hay xấu là việc của tao, không liên quan gì đến mày nhá. Mày không phải việc mà việc không phải việc của mày mà mày xỏ mũi vào. Mày hiểu chưa? Chứ tại sao á mày làm? Mà bây giờ tao hỏi mày này, mày cứ tin là 5 ngày nữa là mày sẽ đi không? Mày cứ tin không? Bây giờ mày chỉ cần nói tin thôi là thì tao chiều mày ngay. Mày cứ mày làm như vậy mà đâu được gì, thấy không? Tao cho mày 5 ngày đấy, nếu mày trong vòng 5 ngày lòng mày không xóa video thì được rồi. Ừ, video nó tao luôn, tao đâu có tự làm đâu, phải không? Cái đó là có sẵn do mày tự làm chứ. Mày thách thức tao đúng không? Tao không thách ai hết á, tao làm đúng thôi. Mày không thách địt mẹ mày xuyên mũi vào công việc của tao làm gì? Hả? Ôi, chứ mày làm mẫu quá, bây giờ nó qua nó bắt được mang vốn rồi tao bắt chơi. Nè, tôi làm nói mày cái đồ má mày nha, ngay lập tức mày xóa ngay nha, không có đồ má mà ngay luôn. Nghe mày cho. Đi luôn, cho mà đi luôn. Mẹ mày, đồ má mày. Chỉ chở đi sao giờ hả? Tóm lại thì mẹ mày cho mày mà. Hôm nay nhá, mày không cho ra thì mẹ mày ngày mai nhá. Sẽ có ra hồ tôi tận mày luôn. Tối ngày mai, sẽ hẹn vào tối ngày mai. Video đó mày có nói tên mày không, hả? Rồi ok nhá, bây giờ mày không xóa đúng không? Được rồi, ok. Tối ngày mai sẽ hẹn mày, ok. Má mày.